Dạ, Jim xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Jim xin mời quý vị các bạn, chúng ta cùng hành trình và cùng Jim sẽ đi dạo một vòng ở khu vực ở tỉnh Tây Ninh quý vị. Dạ, hôm nay thì Jim đang có mặt ở khu vực ở tỉnh Tây Ninh. Đường này là đường DT786, quý vị đi từ hướng Mộc Bài đi về khu vực ở trung tâm thành phố Tây Ninh quý vị. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2018 quý vị, là ngày nhằm ngày 28 Tết Mậu Tuất quý vị. Jim sẽ đi một vòng ở khu vực ở tỉnh Tây Ninh, trung tâm thành phố Tây Ninh quý vị. Hướng này là hướng đi vừa từ Mộc Bài đi vào trung tâm thành phố. Đây các bạn di dẫn là vì vẫn còn để km là thị xã 3 km, thị xã là cái đơn vị hành chính, trước đây là thị xã Tây Ninh, bây giờ là thành phố Tây Ninh quý vị. Chỗ này là cái ngã tư, gọi là ngã tư Thanh Điền đó quý vị. Đi thẳng là thành phố Tây Ninh, rẽ phải là đi Gò Dầu, rẽ trái là đi Tân Biên. Chỗ này rẽ phải là mình sẽ đi qua cái chỗ cái cầu, gọi là cầu Nổi quý vị. Đây Tây Ninh. Này là Jim đi hướng từ vừa cả xã Thanh Điền các bạn, đi vào trung tâm thành phố Tây Ninh. Đây có cái chùa tên là Hạnh Lâm Tự.
chỗ này là đi qua địa phận của thành phố Tây Ninh đó vị. Thanh Điền chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Đây là ngã ba rẽ phải là đi cầu Thái Hòa nè quý vị. Chỗ này thời giờ đã thành giống như cái ngã tư nè quý vị, giống như ngã tư quốc tế nè. Và chỗ này mình rẽ trái là mình đi về cái hướng huyện Châu Thành, trung tâm huyện Châu Thành, rẽ phải vì sẽ đi vào trung tâm thành phố qua cái cầu Thái Hòa. Ở đây bên tay trái là bến xe Tây Ninh đã bị bến xe khách. Bến xe khách Tây Ninh bên tay trái là xe buýt thì đi đâu đây? Đi Cà Tum. Bên trái có hãng xe Đồng Phước. Hôm nay thì em có dịp đi dạo vòng thành phố Tây Ninh quý vị, trong ngày cuối năm Đinh Dậu và bước qua năm Mậu Tuất quý vị, còn 2 ngày nữa thôi là đến giao thừa. Chỗ này qua cầu này là cầu có tên gọi là cầu Thái Hòa quý vị, hay là cầu Nổi Trong á, và qua rạch Tây Ninh. Đây có cái chợ hoa quý vị, chợ hoa ven rạch, ven cái ven cầu. Và chỗ này lên dốc Trường Nam nè quý vị, rẽ phải, bên tay phải là Trường Nam. Cái bảng ngã ba này là thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải là đi theo trái, tay trái là núi Bà Đen, rẽ trái là nữa là đi cầu Quan.
Chỗ này là Diêm đi về hướng trung tâm thành phố đó, về hướng cái mặt đường cái mạng 8 và đường 34 á. Đường này biết tên gì đây? Này là đường 30 tháng 4 quý vị, xe chở hoa chở bông mà hoa Tết. Đây bên tay trái có cái siêu thị TTC Plaza, siêu thị Ochan. Rẽ trái là đi Châu Thành, rẽ phải là đi Tòa Thánh. Tiệm sẽ chạy một hướng đường 30 tháng 4 quý vị. Đây là đường 34 rất là đẹp quý vị, đường rất là đẹp của tỉnh Tây Ninh. Chỗ này đi thẳng hoài là tới cái mũi tàu quý vị, cái khu vực ở hướng về khu vực ở nước Bà Đen Tây Ninh luôn. Dạ rồi, Diêm xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Diêm đi dạo một vòng ở đường phố Tây Ninh trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.